mình nói thẳng ra là cô Tư á chê ba phèn, chê ba lúa, chê ba là chỉ đi vô bún thôi, không có danh, không có tiếng gì hết trơn, không có xứng với cô ba. Bây giờ mà làm nhà đầu tư xong nha, nó sẽ có một cái mùi gì? Cái mùi đẳng cấp, một đúng cái mùi rồi. Gọi là business, một cái mùi tiền. Đảm bảo tới lúc đó nha, cô Tư ha, thấy nhà đầu tư rồi này nọ, tiếng tăm rồi nọ ha, cô Tư mê. Dạ cô ngồi lại chú Bảy luôn á. Bây giờ cái vấn đề là làm sao để thuyết phục được chú Bảy, hiểu chưa? Tìm cách đi. Chuyện này thành bại hay không là do cái miệng của em đó. Trời, giúp anh nha. Tự nhiên nắm tay người ta, tự nhiên nhắc tới cái miệng người ta. Hồi nãy giờ anh để ý tới cái môi của em phồng. Anh muốn. Ê, chú Bảy. Chú Bảy ra. Dạ chú Bảy. Chú Bảy. Ba. Trời ơi. Đây đẹp trai dữ trời. Gì trời. Còn con nhỏ đây. Chú Bảy ngồi ngồi chú Bảy. Quên. Trời ơi. Đừng cầm lạnh tay lắm con cầm chặt. Đó. Lao tay nè. Đó. Chú Bảy uống cà phê. Ê. Ba đứa bay làm như có âm mưu gì đúng không? Trời ơi, con nhỏ này tao có điếc đâu mà làm cái mới sáng đâu la tại tao luôn vậy. Làm gì có âm mưu. Ê này tự nhiên thấy chú Bảy đẹp trai ha. Dạ, dạ. Chú Bảy này đẹp trai quá trời. Ê, hôm bữa là cô Tư Sướng có nói với tôi á là cô Sướng khen dạo này chú Bảy càng ngày đẹp trai. Dạ đúng rồi. Thấy không? Thấy không? Đúng rồi. Là chị Hàm với con nói là dạo này là thay đổi hẳn luôn. Dạ, lên lắm lên lắm lên lắm. Chú Bảy trẻ ra mấy tuổi luôn á. Trời ơi. À, chú Bảy, hả? Chú Bảy có nhớ cái bữa mà con đi bỏ nhà tao đi á, chú Bảy có nhớ gì không? Nhớ, nhớ như in nghe con rồi, chú Bảy nhớ lắm á, lúc con bỏ nhà ra đi. Dạ, à, đúng rồi. Hết rồi. Ý là chú Bảy quên đúng không? À. Là cái kiểu là bây giờ nhắc lại cho chú Bảy nhớ là nghĩa là bây giờ nó về rồi. Dạ. Nó theo lời của chú Bảy, bây giờ chú Bảy kiểu mà giờ ấy rồi. Dạ. Rồi bây giờ thôi nè. Nãy giờ màu mè ba bốn đứa cà nhoi cà nhoi cà nhoi, cuối cùng là chuyện gì nói? Thì con muốn mở một cái mini show để giới thiệu tên tuổi của con. Chú Bảy thấy làm sao chú Bảy? Bảy thấy tốt nha. Dạ đúng rồi. Cứ mở mini show giới thiệu. Rồi ai đó làm cho hỏi Bảy gì. Dạ. Bây giờ Bảy bỏ tiền đi, Bảy đầu tư đi, tụi con làm một cái mini show nếu như mà lời. Cái thủ tục đầu tiên là tiền đâu đây? Chung là tóm lại là bây giờ vấn đề là tiền. Dạ, dạ. Phải không? Dạ. Con cần tiền. Dạ. Làm cái mini show. Dạ. Mấy anh em là hùng vô để đầu tư. Dạ. Bảy chúc mừng nhé. Dạ. Bảy không có tiền nghĩ sẽ. Ba đầu tư cho chọc tương lai của con cũng coi như là đầu tư cho tương lai của con của ba và ba. Ủa là sao? Thì ba đầu tư cho ảnh là ba đầu tư cho tương lai của con đó, con là con nuôi của ba nè. Kệ con chứ. Phải ba có lợi lộc gì mới tính chứ trời. Dạ. Bây giờ ba muốn lợi lộc đúng không? Ờ. Có lợi cho ba liền. Lợi chỗ nào? Là thí dụ như ba đầu tư cho ảnh ha. Mai mốt quá hả, chạy cái chữ cho mini show á, để cái tên là nhà sản xuất là bảy bún rồi ha, rồi nhà đầu tư bảy bún rồi ha, nghe nó sang. Lên một đẳng cấp mới luôn. Đúng rồi chú Bảy. Ủa chú Bảy cần gì cái đẳng cấp đó? Chú cần gì sang? Nhân viên tao bán bún mà. Trời. Liên quan gì? À, gì vậy? Còn một chuyện nữa. Gì? Cô Tư Sướng. Đúng rồi. Liên quan gì đâu? Bộ ba không có nhớ là cô Tư Sướng hay chê ba cái gì hả? Chê ba phèn, nó phèn chua. Chê bị hôi mùi bún, dao bún nó áp vô người cái mùi bún. Mà cụ thể ra ha, mình nói thẳng ra là cô Tư á chê ba phèn, chê ba lúa, chê ba là chỉ đi vô bún thôi, không có danh, không có tiếng gì hết trơn, không có xứng với cô ba. Bây giờ mà làm nhà đầu tư xong nha, nó sẽ có một cái mùi gì? Cái mùi đẳng cấp, một cái mùi gọi là business, một cái mùi tiền. Đảm bảo tới lúc đó nha, cô Tư ha, thấy nhà đầu tư rồi này nọ, tiếng tăm rồi nọ ha, cô Tư mê. Dạ cô ngồi lại chú Bảy luôn á. Thì hết đầu lúc đó chú Bảy có hả cổ phần trong công ty truyền thông rồi này kia ha, lúc đó hả có tiền là có người tự sẽ khác ha, xin lời mà, hiểu không? Bây giờ lúc đó hả chú Bảy khỏi cần cưa cô Tư tự đổ. Đúng. Thôi con nói một chuyện thực tế luôn nè. Bây giờ đầu tư phải xin lời đúng không? Bây giờ chú Bảy đầu tư làm cái mini show của nó. Lời bao nhiêu chia đều cho chú Bảy luôn. Chính xác. Không mất một đồng nào hết. Dạ. Trời ơi. Ba đứa giống như là ba nhà khai sáng cho chú vậy đó. Ủa, hiểu không? Dạ. Trời nói cái chú thấy mặt trời chói lọi luôn vậy đó. Dạ. Sáng trưng. Hợp lý. Dạ. Hợp lý. Hợp lý. Hợp lý. Trời ơi. Hay quá. Rồi. Tương lai rộng mở. Dạ. Cuộc sống sáng lạng. Tư Sướng sẽ chết với Bảy. Dạ. Nhưng Bảy không có
tiền. Ba giỡn hoài, tự nhiên ba nói ba không có tiền. Thiệt không có tiền. Trời ơi, chú Bảy mà không có tiền chắc xong nó hết nước à. Sao chú Bảy là nổi tiếng là nhiều đất, em nói đúng không? Em giàu đúng không? Chú Bảy giàu ngầm mà. Trời ơi, nghĩ sao hả? Chú Bảy chi ra gần tỷ bạc mà không chớp mắt nữa. Thôi thầy, thầy, bữa đó về có suy nghĩ lại. Có suy nghĩ lại á, nó ủa sao lúc đó mình hành xử nó sảng quá vậy? Nhưng mà là tức là Tư đẹp quá, nhưng Tư hớp hồn chứ thật Bảy cũng có suy nghĩ lại. Nhưng mà đây nè, bây giờ chỗ thân Bảy nói thiệt. Thiệt ra Bảy có 1.4 tỷ à. Ừ. Nhưng mà trong đó nè, cái tiền Hùng mua đất với cô Tư bay hết mớ. Trả nợ cho con, trả nợ cho con hết một mớ nè. Rồi đó, rồi chi tiêu bữa giờ nữa mọi thứ, cho nên là hết tiền rồi. Không, nhưng mà hôm bữa con có nghe lén điện thoại của ba. Ba nói là dưới quê ba còn tới 9 miếng đất lận mà. Trời ơi, đất đó là không phải của ba đâu, phải của chú đâu. Ủa? Chú của người khác. Thôi bây giờ vậy, chú Bảy rất vui khi dạ? trở thành nhà đầu tư, dạ. nhà sản xuất rồi này nọ, danh tiếng với mấy đứa ha. Dạ. Nhưng mà nè, giúp sức á thì Bảy giúp, chứ tiền không có nghe, nghĩ khỏe. Ủa Bảy, đi luôn rồi là sao? Thì bây giờ là cái gì nữa Bảy, là cái là bây giờ là thuyết phục được chú Bảy đi. Rồi bây giờ con thuyết phục ba đứa đây, giờ không thuyết phục được rồi, bây giờ ba coi như là ba không đồng ý rồi đó, giờ sao giờ? Bây giờ tiền đâu làm? Im.